trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu Quân xin chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Lời đầu tiên thì cháu Lực xin được gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp tới tất cả cô bác, anh chị Mạnh Thường Quân đang theo dõi ở trên kênh Bản Em. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu là cập nhật cái tiến độ mà anh em thợ làm tới đâu rồi cô bác. Chú qua đi chú. Đấy, đến sáng hôm nay thì tạnh mưa một chút rồi cô bác này. Tạnh mưa tối nay thì các anh em thợ ngủ lại đây nhiều hơn. Thì cháu Lực cũng sẽ lại mua tấm bạt lên để quay xung quanh lại cho mấy anh em thợ đã. Hôm nọ thì cái thước phim hôm qua cháu Lực đăng tải lên thì cô bác anh chị cũng đã biết rồi, là có kẻ gian vào đây. Có thể là trong quá trình mà đang làm nhà, ngôi nhà của ba ông cháu, thì có người mà nói là cháu Lực nói thẳng luôn câu mà ghen ăn tức ở cô bác. Thì đồ đạc thì chỉ có trộm là bình ga của mấy anh em thợ và cái lói nồi đi thôi, và cũng không có mất thêm mà những cái viên gạch hay là bao xi măng cả. Hôm nay thì cháu Lực lại thuê một bạn ở trên này là chở xi măng vào cho Lực. Hôm nọ thì cháu Lực lại lấy thêm là 2 tấn xi, với lại thêm sát nữa, lấy thêm tấm lập nữa. Tấm lập thì hiện tại là cháu Lực chưa có thể chở lên được, thì đến tầm độ ngày mai thì cháu Lực mới lấy tấm lập mà lên trên nhà của ba ông cháu, là hoàn thiện nốt cái phần lập pro đó cô bác. Em Sử thì hôm nay cháu Lực lên thì lại không có bắt gặp em ở nhà rồi, không biết là em Sử đi đâu, đi về cái mục đích gì cháu Lực cũng không có biết. Gọi điện thì chưa nghe. Vừa rồi thì Quân đi xuống nhà thì có gặp ông ở nhà không? Không ạ. Không à? Thì ông chắc là đi xuống cái kia là chăn trâu rồi cô bác. Một tí nữa thì sẽ hộ anh em thợ là lập xung quanh rồi cô bác. Sáng nay thì các anh em thợ tạnh mưa thì lên thì cũng đã chắt xong cái phần mặt tiền hết rồi cô bác. Hay bây giờ thì hiện tại là các anh đang hoàn thiện ở cái phần bên trong này nữa. Khỏe chứ thanh niên? Đấy. Khỏe à? Vẫn nhớ được một bao xi nhỉ? Đây là đang trộn xi để chát rồi đúng không? Đấy, ở đây thì anh Vinh với lại anh Hai là đang hoàn thiện ở trong cái phần nhà vệ sinh ở bên này các bác. Hôm nay thì chú Bình với lại anh Quang với lại anh Vinh thì bận một chút công việc là đi. Hôm nay anh Quang với anh Vinh với anh chú Bình là đi họp đảng hay là gì đúng không anh? Vâng. À. Thế này hôm nay chỉ có bốn người lên rồi anh. Liệu hôm nay bốn người thì có hoàn thiện nốt cái phần công trình phụ này không anh Quang? À anh Vinh. À. Hôm nay thì anh có thể thay mặt là anh Vinh là cập nhật cái tiến độ mà mấy anh em sau một quãng thời gian mà nghỉ dài ngày là tiếp tục lên làm cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết không anh? Anh Thanh thì có vẻ như còn hơi ngại ngùng cái anh
cái ống kính máy quay một chút cô bác. Cái công việc của mấy anh em mình hôm nay là sẽ làm về cái gì anh? Vâng, hôm nay thì bốn anh em thì vẫn tiếp tục chắt phần bên trong này nó. Nguyên chắt rồi đúng không? Vâng. Liệu hôm nay anh em thì có chắt hết được không? Chắt hết được. Chắc hết được à? À thế như anh trong nghề xây dựng thì anh có thể tư vấn cho em một chút là nếu mà bây giờ sơn ấy thì liệu mà mình vừa chắt xong sơn thì có được không? Mưa thì chắc không được, phải đợi trời nắng mấy hôm nữa. Trời nắng à? Dạ. Đợi tường nó khô đúng không? Để tường nó khô. Đây, ở đây thì cháu Đức cũng hỏi về cái phần anh sơn rồi. Hỏi cháu Đức là ngôi nhà làm lâu chưa? Nếu mà đợi cái phần tường nó khô hết mà hoàn toàn thì mới dám sơn được. Vậy một tí nữa thì anh có thể hộ em là lập lại cái chỗ mà ngủ cho anh được không? Cái bạt rồi quay ấy, cho các anh ấy. Ừ, tí chiều tối thì làm. Không, bây giờ là làm luôn chứ anh? Bây giờ đang làm đây rồi. Bây giờ đang làm luôn à? Tí cháy hết tường đấy. À, thế là tí sợ là nó bị khô đúng không? Đúng rồi. À, thế thì đấy là một tí để em với lại Quân là hộ anh lập luôn. Ừ. Còn công việc các anh thì các anh cứ tiến hành mà lập nhá. Vâng. Hôm nay thì anh lại lấy thêm bình ga mới lên rồi à? Bình ga? Ờ. Sáng nay vừa đèo lên. Sáng nay vừa lai lên à? Vâng. Thế cái lói nồi sao anh? Lói nồi thì lấy nấu cái nồi cơm mới hay là như nào? Nấu nồi cơm mới. Nồi cơm mới luôn à? Vâng. Ở đây thì các anh đang dựng cái giàn giáo lên rồi cô bác này, để chắt thêm cái phần này. Cái cắt này thì có thể là ngày mai sẽ dọn ra bên kia cô bác. Ở phần cái cửa sổ thế này thì cháu Lực sẽ không có để ô thoáng đâu cô bác nhé. Cháu Lực sẽ để ô thoáng là một cái ô thoáng ở bên cái phần cửa sổ bên này và một cái ô thoáng ở phần nhà vệ sinh nữa. Thế còn ngày mai thì các anh sẽ tiến hành vào là để làm cái bàn thái này, để thức ăn này cô bác. Hiện tại sắt thì cháu Lực cũng đã lấy lên vừa đủ rồi. Hôm qua hôm kia thì còn thiếu sắt với thiếu xi ấy. Thì cháu Lực, quý của cháu Lực thì hiện tại là đang là hết rồi cô bác, cho nên là cháu Lực gọi bạn Trình cũng có chuyển lên cho cháu Lực thêm là 10 triệu nữa. Ở đây cái tấm này không cần tháo ra đâu anh nhỉ, kệ nó, mình cho vào luôn nhỉ, tấm mới luôn nhỉ. Anh Thanh ơi, anh Thanh à, lập ở bên trong thôi. Cái phần bên ngoài thì thôi là cũng tấm này thì không có lấy ra đâu các bác, lại tại là chắn được gió chút nào thì chút đấy. Bây giờ thì có cái quay ở bên trong thôi. Bây giờ thì các anh em thợ lại đang trong quá trình làm rồi, cho nên là không có thể dừng tay lại được. Thì cháu Lực với em Quân là lên là giúp cho các anh luôn. Hôm nay thì cũng có sự thêm sự đồng hành của em Quân là lên giúp nữa. Quân thì mấy hôm nay ở nhà làm gì? Em ở nhà về phụ anh thôi. Phụ anh à? Vâng. Là phụ anh ở trên nhà đúng không? Vâng. Đây, quay lại cho các anh đi. Làm đi ông đi tìm phúc nào. Kéo hẳn ra bên kia đi. Kéo ra bên kia đã Quân. Đấy, kéo ra đi. Kéo ra đi bên này mà. Anh cứ kéo đi. Rồi bây giờ thì ngôi nhà thì các anh độ tầm là vài hôm nữa thì cũng hoàn thiện rồi các bác. Độ tầm là một tuần nữa thì các anh sẽ hoàn thiện tất tần tật là mọi cái. Kéo lên đi Quân ơi. Kéo đi. Đây anh bảo là kéo đi như này, từ bên kia. Kéo như này rồi. Buộc từng bên này đã. Rồi bên này kệ đi Quân ơi. Ấy cứ xả bỏ. Yo, làm việc xả chứ cả. Nhưng cảm ơn này. Nào. Quay hẳn lên trên đi. Từ nhà đấy, đợi anh tí đã. Nào, bố cái này Quân này. Buộc lên này. Đấy, đưa dây thép về. Đấy, lấy dây thép cho anh. Một dây thôi. Dưới này có phải cắt thêm một tí không anh ơi?
Bà nói chỉ ưng lại mà bố chết lão già không. Có bà tết đỏ cái này chứ mày. Chín đấy mày. Hả? Mày có lấy cắt dao không anh? Bà ra đây, đây, đưa đây, đưa anh. Rồi. Hả? Nào lô. Ấy, để nó tiếp hà mét đi. Mình tiếp hà mét rồi đó. Tết để tiến lên giúp cho mình. Được không? Hay. À đây, đến này rồi. Đây. Đấy, bây giờ thì lấy dây thép buộc vào hết cái quần. Buổi tối là các anh ngủ đã hết rồi chứ anh hai? Ngủ đây mà. Tối em chắc là đi về. Cái nó căng. Căng mà, căng như anh. Được. Đây, anh đi theo không? Ui, đâm thẳng chân nha. Còn ở trong phía ngôi nhà thì cháu được bảo các anh là hay là đi vào trong ngôi nhà để ngủ tôi, nhưng mà các anh bảo là nhà mới thì chưa tân ra thì mình chưa thể ngủ được mấy, cho nên là các anh cũng không có vào trong đây ngủ, các anh sẽ ngủ tại đây luôn cô bác ạ. Được chưa anh nhỉ? Bây giờ thì không thủng nữa thôi. Hút ra. Hôm nay thì trời cũng không có nắng, cũng không có mưa các bác. Trời thì râm râm. Và sương mù thì hiện tại là bây giờ đang có rất là nhiều, không khéo là tối nay lại tiếp tục mưa nữa. Nếu mà tối nay mưa thì lúc mà các anh em thợ chắt sông thì có khi là phải đi mua bạt về để che cho anh nhỉ. Nhưng mà có mong là nó không mưa đi. Buộc xong dây quân bên đấy. Anh em quân thì từ lúc mà lên làm mà nhà của sử thì em ấy cũng lên hộ sử rất là nhiều các bác ạ. Có hôm lên thì làm cùng sử, có hôm lên thì em Quân là tự làm với em Hải, có hôm thì làm với cháu Lực các bác. Tại bên trong tấm bạt cú thì chưa có thể bỏ ra các bác, cháu Lực cũng kệ luôn để chắn được gió chút nào hay chút đấy nữa. Cần lấy cắt dao không anh? Hay là lấy cuộn cuộn lại vào cũng được rồi. Cuộn vào đây luôn. Đấy, bây giờ thì phải nói là các anh
gắn kết với lại túp lều này cũng được gần một tháng rồi đấy cô bác ạ. Tấm lều này chỉ trong độ tầm một tuần nữa thôi thì là cũng dỡ ra rồi. Các anh em thợ hoàn thiện công việc thì các anh em thợ lại đi vào công trình mới. Công trình mới của các anh thợ lại sẽ có thêm những cái túp lều mới nữa. Cái cát này thì bây giờ chắc lại phải vận chuyển đi ra ngoài để mấy nữa đổ đổ cái sân này ở đây luôn các bác. Bây giờ thì hiện tại là trong phòng này thì các anh cũng đã dần xong hoàn thiện rồi. Ê áo này này ông ơi, tổ cả lên là đồ thì chiếm không phải nổ. Ông mà vừa đi cắt cỏ về ấy. Nha. Tôi xứ đây nhỉ? Hả? Xứ á? Xứ đi án đi. Ờ. Ở dẹp tên tao hòn nhà mày bảo nè. Tên tao hòn nhà mày nè. Tên nữa. À, ông thì vừa đi cắt cỏ về luôn cô bác. Hòn nhà tốt dân là gì? Nhà tốt dân nhà? Ồ, chứ mặt hắn đi chứ? Lê bà này chết hòn nhà chứ? Ồ, bà mới tao vai rồi. Ông thì bảo là chuẩn bị đi cắt cỏ cô bác ạ. Dê á? Này bực á. Dê tai sứ này khâu này lòng yếu hả? À. Bực xà mình lao đổi thở đeo thì khâu này lòng bị tao yếu, xong văn chút đồ này nền hả? À. Khâu nó tẩm yếu. À. Khâu nó tẩm yếu dân nên xong văn chút đồ này nền nên hả? À. Xíu lên máy này ở bên tốt để thúi bên nào à? À. Lên máy này thì bịch lên à? Sứ bị tiên nó lấy thử bày ra? Xíu dậy ra. Xíu dậy ra. Có gì phải tới không anh á? Em ông thì vừa bảo là em xử đi đâu không biết cô bác ạ. Nhà của mình thì vẫn đang làm không biết là xử là đi công việc gì. Một phần nhà mới rẻ mà nè. Hả? Bay ra. Mà đấy chút phần nhà ra. Ông thì bây giờ mới đang chuẩn bị đi cắt cỏ này cô bác này. Cái phần nhà là phố chứ mới rẻ. Hòn nhà bố ra. Ừ. Ông thì đi cắt cỏ dại quả rừng ở trong rừng đó các bác. Cỏ trên gần nhà của chỗ bao cháu ấy, cỏ voi ấy thì cũng đã gần hết rồi. Đây ở trong phần ngôi nhà thì bây giờ cũng đã được ốp gạch xong mọi cái rồi các bác. Bây giờ thì các anh đang dần hoàn thiện là vào cái ngôi nhà bên kia nữa. Lúc nào mà hoàn thiện hết ấy thì cháu Đức sẽ cùng em Sử với em Hải là sẽ cọ hết xung quanh nhà của bác này. Bây giờ thì nó còn là dính như cái bụi xi này, nhưng mà nó không dính cái xi mà nó bị đông cứng nữa. Nhẹp xương này. Sao tụ sử dụng đây hơi hô biển rồi dân hoặc thay viên người ta à? Là hát thì bỏ rồi sử à? Bạn này đi bị chiên mà. Bạn này bầu chiên đấy à bạn này à? Hả? Lít tờ ca khá lô bóng lạc thì xi mà này. Này tôi có nên nâng bộ hóc này đấy. Hóc cát này à? Ha 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 ha
Hồi 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 thử hạng hoạt bằng trên này à? Thấy không? Lái xương này. Chào chào anh Thanh. Ủa nô, cái phi cơ lạc chỗ này này. Cái phi cơ lạc chỗ này chơi. Hả? Đi cái phi cơ lạc chỗ này chơi. Cái phi nó nỉ hơi tốt bài ổ. Tốt có tốt khủy vào mới sâu rồi chứ mẹ. Cái phi nó nỉ tốt tiền được điều. Ai à. Ở đây thì hiện tại là chưa có thể chờ chắt đấy cô bác, cho nên là hót ra luôn, còn kịp cô bác một tí nữa thì chắt xong thì không dám vứt cái này nữa. Phải vận động một chút thôi là thế nóng hết cả người rồi các bác ạ. Thấy mệt không Quân? Có à? Hiếu là ốm khỏi hết chưa? Rồi à? Đi học rồi à? Lên thì có bảo bà là lên hộ anh Sử không? Có. Tối nay chú thi thư gì chưa? Họ thử viết thêm này. Này, họ viết cho mình đi. Viết thêm. Cho hở này.
hoa viêm đi rồi nha, nè mô bài mà cả này này đấy. Các anh nhờ đồ, bây giờ mấy anh thợ chắc xong rồi. Hãy cắt ra số còn lại này thì sẽ tận dụng lại để máy nữa mình láng cái nền này cô bác. Còn ở trong thì cháu Đức vẫn chừa lại bên trong là một ít để máy nữa láng cái phần công trình phụ. Về Đông Quân. Hoa. Cái Quân là mỗi lần là lên đây là đi bộ lên à? Lúc đấy anh Sử không ở thì tự lên thôi ạ. Thế nhà có điện, có điện cho anh Sử trước chưa? Chưa. Rồi à? Thế anh Sử bảo ở nhà. Ở nhà mới lên à? Lên lại không gặp anh Sử nhỉ. Hãy mất công lên thì lên Quân có việc gì thì vẫn làm việc. Thế vừa rồi anh chưa lên thì Quân làm gì, dọn dẹp xung quanh này à? Thế ông thì chắc bây giờ là cũng chuẩn bị đi à. Chín mươi tôm chứ gì? Chín mươi tôm nhá. Chín mươi tôm làm bảy mươi. Một thùng đi chín mươi đấy. Bạn lấy những thùng ăn à? Hay bây giờ thì cháu Đức sẽ không có quay trở lại về phòng trọ mà nấu cơm các bác, thì sẽ ăn luôn mì tôm ở đây. Sáng thì lên thì mấy anh em cũng mua mì tôm lên. Cái Quân là vừa rồi cầm một túi lên là cầm túi gì lên? Nấm hương ạ. Nấm hương à? Vâng ạ. Mang cho anh Sử hay là cho ai? Không, lấy lên trên này cho mấy anh này, mấy anh với mấy bác ạ. Anh với bác á? Vâng ạ. Nấm hương này thì đi từ đâu lấy về? Em lên trên rừng lấy ạ. Trên rừng lấy à? Vâng ạ. À, nấm hương này thì em Quân đi khai thác rất là xa của bác ạ, mới lấy về. Một tí nữa thì anh em sẽ lấy cùng nấu ăn cùng với mì tôm xem nào. Với tao phát cạt mắt chín mươi tôm biết không chị? Ừ. Thế chị có chín mươi tôm chứ phải chứ mấy? Không đáng. Bạn này chị từ nay đến nách à? Chín mươi tôm còn phải không? Hả? Ừ. Bây giờ thì Quân ở đây đun nước nhá. Vâng ạ. Rửa cái nồi kia nhá. Vâng ạ. Xong mà đun nước nhá. Vâng. Anh đi với Hiệu đi lấy ít rau cải nhá ông. Vâng. Vừa rồi thì cháu Đức cũng bảo ông là ở lại là ăn mì tôm xong mới đi lấy cỏ. Thế này chín mươi tôm còn phải không? Ừ. Chị ạ, phương kia tôi sửa thì bây giờ tôi sửa tiểu đến đây học đây khấu nào mà hiểu hiểu hả? Phương kia lá nó tôi lấy lá thường xuống nhắn khấu rồi thằng ta à. Thế thường qua chỗ đổ đây bê tông hả? Ờ, dạ. Lấy lá thường là xuống hả? Thế phương kia, dạ ta sửa ra con tôi mà khấu này khấu hả? Còn tôi này làm thuê bóng lạc mà đi sáp vậy đấy. Phải dạ ban này phóng ảo, phải bay bẹc mấy hả? Chỉ chép chứ hả? Thế này hôm nay hả? Bây giờ thì anh em cũng đói rồi các bác, anh em thợ thì ăn cơm xong rồi. Nhà của ba ông cháu thì ông ở nhà rất là chăm cô bác ạ. Nhà có gieo thêm rau cải rất là nhiều này. Hay vừa rồi thì cháu cũng bảo với ông bảo đi xuống tỉa một chút rau cải. Hay ở đây thì rau cải ông cũng trồng rất là gần cho nên là tỉa ra bớt bớt đi để cho ông. Hay ở phần còn bên kia thì ông bảo là trồng để bán, để mang ra chợ bán đấy cô bác.
Thế còn em Quân thì hầu như là lên trên nhà sử hộ sử rất là nhiều từ khi mà chủ lực đưa em Quân là lên trên nhà sử. Xong là hai anh em cũng có gọi điện thoại cho nhau, xong là lúc nào mà có việc gì thì xuống giúp. Để cũng như là các em là đi đổi công với nhau với cô bác ạ. Phải ở đây thì chỗ nào dày dày thì cho được xé tỉa cho ông luôn. Sáng lên thì mấy em cũng có lên sớm các bác, lên sớm xem là xem các anh em thợ bảo là chắc đấy, xong rồi cháu lực mới quay trở lại đi xuống cái kia mua bạt lên. Cháu lực bảo các anh thợ là đi vào trong phòng để ngủ, nhưng mà các anh bảo là nhà mới thì thôi, các anh cũng chưa muốn là đi vào ngủ mấy cô bác, đợi bây giờ mà hoàn thiện nốt hoàn thiện xong ấy thì đến lúc đấy là cho sử vào ngủ luôn. Còn là bây giờ thì mấy anh em cũng sẽ cùng nhau là hái rau một chút cô bác. Một tí nữa lên trên thì sẽ ăn mì tôm. Vừa rồi thì Quân cũng có lấy thêm một ít là nấm hương. Quân là lên trên rừng khai thác về, Quân bảo là đem lên là tặng các anh thợ với lại tặng cho em Sử để ăn thử xem là Sử thế mà Sử cũng biết là về nấm hương này không, thì hai anh em sẽ rủ nhau là đi hái nấm hương cô bác. Hai nấm hương về rồi thì cháu Đức sẽ là người mà giúp các em là đem lên trên kênh để bán cho các cô các bác. Mấy nữa đến Tết về thì các cô các bác ở dưới xuôi mà ăn lẩu ấy, hay là xào với thịt ấy, thì rất là thơm các bác ạ, nấm hương ấy. Đây là vừa nãy Quân có lấy một ít nấm hương về các bác. Bây giờ thì cháu được xé ngâm qua cái nước ấm ấm một chút để cho nó nở ra, xong là cắt ra những cái cuống bẩn của nó đi. Ở nhà còn không Quân nấm hương đấy? Còn á? Còn nhiều hay còn ít? Nhiều à? Độ tầm 2-3 cân không? Tầm 2 cân ạ. Tầm 2 cân à? Đấy, hôm nọ thì cháu được ủng hộ em Quân là bán được 2 cân nấm hương rồi cô bác. Bây giờ hiện tại thì nhà Quân còn thêm 2 cân nữa. Thì có cô bác anh chị nào mà muốn mà mua nấm hương này về ăn ấy, trong cái dịp Tết này ấy, thì có thể là điện cho cháu Lực thì cháu Lực sẽ gửi nấm hương của em Quân tới cho tất cả cô bác anh chị. Này thì mang về xong dùng cái xiên xiên nó lại Quân. Xiên nó thành xiên này. Ở đây thì vừa rồi cũng để cho mấy em thợ một ít rồi. Phần này thì là sẽ phần còn lại thì cho Đức sẽ để nấu với mì tôm hết luôn. Tại một tí nữa thì các anh thợ xem là có anh nào đói thì cũng sẽ cùng ăn luôn.
Để dao cái tí đã. Ba giờ nào đi. Ba nàng kia phải mò. Mà mày mò lên này, tụm này. Có phải em yên không? Phải em nàng kia phải quên đó. Bà e cả bộ mì. Bà e cả bộ mì. Bên nước gà nào nè, bên nước lượt gà nè. Nước sôi. Hả? Cả đang. Cả đang. Quân đã chạy đi vào lấy cho anh thêm một cái bát nữa Xuân. Tìm mà bảo anh. Ở đây thì em Quân đã đi hái về cô bác. Thì cái cuống này thì nếu mà cô bác mang về thì phải cắt cái cuống này đi này. Nấm mương này các bác mang về thì để mà xào với lại thịt lợn hay là thịt bò thì cũng đều ngon cả các bác. Nấm mương này thì em Quân đi hái về trận trong rừng già mới có. Mỗi lần đi hái thì đi từ mấy giờ đến mấy giờ Quân thì về? Sáng là phải dậy sớm đi ạ. Sáng là dậy sớm là phải đi à? Thế một ngày đi hái về thì được tầm độ bao nhiêu cân tươi? Một ngày đi hái tươi chắc tầm 3 cân, tươi khô được 2 cân. À. Cái phọc thôi. Phọc ru tôi đi. Đây vừa rồi thì mấy anh em cũng đã rửa rau xong là cản nấm hương các bác. Đây bây giờ hôm nay thì sẽ ăn mì tôm thôi. Các anh em thợ thì chắc là có người cũng đói rồi cho nên là sẽ gọi vào ăn cùng các bác ạ. Liệu cái nồi đấy có được không nhỉ? Nồi răng nồi tươi nồi cảm ơn Quân. Không có gì đâu. Hả? Không có gì đâu. Không có gì à? Lấy cái lói này cho anh này. Cái lói này. Hãy xem cái lói nồi đấy. Trong này có cơm không? Có một ít ạ. Có ít à? Để ra bát đi. Đây, múc ra bát đi. Múc ra bát cho các anh thợ đi. Đấy, một tí nữa ai ăn cơm thì sẽ ăn cơm. Có cơm một tí không sao đâu, ở đấy. Đấy, bỏ đây, đây. À, anh à, anh Thanh ơi, anh Thanh à, anh Thanh ơi, anh Hai ơi, anh Hai à, anh Hai ơi, anh Hai à, anh Hai ơi, cái nơi đeo trong nên biết là như thế nào. Không cần đâu mà, cái đấy cho họ. Ơ? Ồ. Liên E rồi. Nuôi nè à? Bây giờ bỏ vào đây, từ cho nó một tí đã. Từ đây nhá, cho gia vị đó. Ừ. Cho gia vị này đó. Cho gia vị vào đó. Cho hết nha, tí mặn đấy. Cho một nửa thôi. Để lại một nửa. Đấy, mì tôm là cái món mà ăn liền của mấy anh em rồi cô bác ạ. Được rồi. Đấy, bây giờ thì bỏ vào đây đi. Tắt bếp đã.
tắt bếp đi. Bỏ vào đây. Sợ là thiếu nước, sợ là ít nước quá không nhỉ? Bỏ hạt vào, bỏ nhớ cao lên. Bỏ ra nhá, bỏ ra, bỏ ra. Lấy thêm tí nước vào đây đi. Bật lửa đâu nhỉ? Đấy, bỏ vào đây cho ít nước. Rồi rồi rồi. Đấy, bây giờ lại anh em mình lại phải đợi tiếp rồi. Đấy, hôm nay thì nồi mì tôm là trong đấy gồm có là nấm, nấm hương với lại thêm là rau cải đó các bác. Đậm đà đấy. Bây giờ Quân dọn dọn cái đệm ra bên kia đi, xong là ngồi bên này. Xong là gọi mấy anh em thợ về ăn mì tôm luôn. Dọn ra bên kia. Xem mà bát đủ chưa, đũa đủ chưa. Có mấy anh em thợ là hôm nay có 4 người, cộng thêm mà ông nữa là 5, mình nữa là 8 người. 8 mấy bát, 8 đôi đũa. Đủ à? Quân đi gọi các chú bảo chuẩn bị rửa tay ăn mì tôm đi. Dê ơi, bắt chín mì tôm rồi à? Bắt chín mì tôm rồi Dê. Hả? Dạ. Để mình cho lát thai phát một lăng. Phát thùng lưu lô. Phát thùng lưu lô. Hãy xong một nồi mì tôm cộng với lại thêm mà nấm hương rồi các bác ơi. Anh ơi. Đây, đây các anh thợ thì có người thì đói, có người thì chưa có đói mấy cô bác cho nên là chưa có ăn. Mấy anh em thì đã đói rồi. Đấy, bát của bạn Hiểu đấy nhá. Còn là bây giờ thì cho Đức cùng xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng mấy anh em ăn mì tôm. Ai thì làm luôn một mì, một nồi to đùng luôn. Con mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị cùng con ăn mì tôm ạ. Cái nấm hương này thì bán thì em Quân đi khai thác cũng rất là khó các bác. Bán thì cũng rất là đắt. Lấy xem là có cái muôi không? Có. Lấy cái muôi múc canh này. Má dê, tà miếu. Nàng phút này mà dê. Chúng ta bắn mê. Đây, nàng ăn đí và nàng nẹp này dê. Chúng nàng cứ bắn mê. Chín có phải chín nó để được không? Này. Má ảo. Nắm má. Đây, mà Hiệu múc thêm tí nước nào. Dê chín nấm này nhắm vàn vàn à?
Ấy, chín mấy áo. Ấy, áo ngàn có tớ lên. Còn anh Vinh với lại anh Hai thì chắc anh Vinh với lại anh Thanh thì chắc là chưa có đói của bác ạ, cho nên là chưa có ăn, là lấy cái bát ớt đằng sau đi cho anh. Bát mì tôm thì chất lượng của bác gồm có dâu này, có nấm hương nữa. Nấm hương này thì Quân đi khai thác về của bác ăn là rất là ngon, nấm hương này rất là thơm của bác ạ. Tôi phải nặng gì thôi. Của tao đó điếu đúng mà. Nặng đi bạn hiểu chút ít. Mở được bắn mấy. Nằm này ít mở được bắn. Bây giờ thì hiện tại là ở trên cái khu mà cháu Lực đang ở ấy thì hết mất là cái măng trúc nhỏ của cô bác. Không có măng trúc nhỏ cái mà ăn kèm với mì tôm này thì cũng rất là ngon. Mưa này mà cô bác cũng mua về mà để ăn lẩu thì rất là hợp. Nấm này Quân mang về hay là mang đi ra chợ để bán à? Nấm bao thì mang đi chợ để bán thôi. Có những ngày đi thì không tìm thấy không? Có ạ. Hay là ngày nào cũng tìm thấy? Đi có lúc đi thì được ít thôi ạ. Nó vắng luôn đà đà đà. Đâu bác? Hết này bông khải piêu không? Cắn nó tổng bạc chết. Nước trên cả nứa nó. Hả? Cái này nước trên cả nứa nó. Piêu nứa không? Đi vượt chín vô không chả? Anh ở 19 mét tô ba, anh Hai ơi. Nước im đang.
cái nấm hương này thì em Quân đi lấy về cô bác. Có những nấm, cây nấm thì rất là to, còn những cây nấm thì rất là nhỏ cô bác ạ, không đồng đều quá. Đấy, như cái miếng này thì rất là to này cô bác này. Lạnh lạnh này ăn thêm kèm thêm một tí ớt nữa, đang nóng hổi này ăn rất là ngon. Học riêng kìa chứ nào, kéo lan cả bộ ván à. Lá nắng mà hiểu chưa? Nắng. Mà này là nó nhỏ hơn này hả? Đấy. Ông thì có vẻ như rất là thích ăn nấm hương này. Đấy. Mà yêu thế mà gì? Nghe chim mình nấu. Nào chưa? Má ào. Này chú. Múc của chú ăn nấm này chú ăn lần nào chưa? Ăn rồi. Ăn rồi à? Đây chú. Nấm này ngon chú nhỉ? Ăn được. Ăn được à? Ăn được thôi à? Vậy. Đấy, hết thì tự lấy nhá. Đây, mua đây Quân. Vừa ngạ đi bỏ mua tắc á. Ừ, đoạn này phải cắt hiểu chân đằng này nè. Ồ, phát này. Này, làng đâu này miêu miêu hào. Đây, một miêu. Trong khu chùa mà cả dạ mà Đấy, vừa rồi thì mấy anh em cũng đã vừa mới ăn cơm xong rồi các bác. Có thể nói là ăn trưa luôn, không phải ăn cơm mà ăn mì tôm các bác. Và ở đây thì hôm nọ là cháu Lực bảo em xử là lai cái tách này về. Còn cái phần bên kia thì hiện tại là cũng đã khô rồi. Thì cháu Lực muốn đợi là cho nó cứng phải tầm phải 1-2 ngày nữa thì cháu Lực mới đặt cái tách này lên được các bác. Cái tách thì hiện tại là để phần ở bên này đó. Cái thức phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Có lẽ là cháu Đức cũng xin được kết thúc ở đây thôi các bác. Và di chuyển đi về nhà sớm hơn thôi các bác. Để xem một tí nữa. Đi về xem là các anh thợ có điện là mua thêm cái ba tải, mua thêm cái bạt lên để che không. Hiện tại là các anh thợ là đang chắt ở cái công trình phụ của bác.
Thì cháu Lực cũng sẽ xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Bây giờ thì trời cũng khá là tối rồi. Còn cái thời lượng thức phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Và cháu Lực cũng xin được cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị trong thời gian qua luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực cô bác ạ. Hôm nay thì em Quân cũng có lặn lội từ rất là xa, từ dưới kia lên là phụ em Sử. Nhưng mà lên lúc mà điện thì Sử bảo là ở nhà. Vâng ạ. Lên thì không gặp Sử à? Hay còn cái thức phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở chương sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Cháu Quân chào tạm biệt tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.